mình sẽ đi thăm, sáng đi thăm lưới bẫy rắn nha các bạn. Vì lý do anh mình có công việc nên chỉ có một mình đi thôi, nếu mình quay có điều gì sơ sức mong các bạn thông cảm nha. Rồi thôi bây giờ mình đi tới thăm khu này có 4 năm tay nè các bạn, có dính mình sẽ quay lại cho các bạn xem. Có dính nữa nha mấy bạn, dừng gì nha mấy bạn, mà không biết con gì đây. Đây con nó nằm đây. Đây 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 con nằm đây 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 đây. Đây bạn ơi. Cái gì vậy? Giọt giọt giọt. Vậy có hơi mờ hoặc hơi gỡ cái gắn hơi chậm nha các bạn, do mình đi có một mình nha các bạn. Nè các bạn thấy không? Ừ, dính ngay cái đại này đó, đó đây. Đây, để mình vẽ nha các bạn. Hiền quá, con 7-800 các bạn ơi. Con mình hơi khó nha các bạn. Các bạn thấy chưa? Ừ. 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 Đây. Ở đây. Em không hành. Con này chắc cỡ 7-8 lạng mấy bạn ơi. Con này nó nhỏ nhất luôn rồi. Tại mình đi mình hơi khó quay nha bạn, có gì các bạn thông cảm giùm nha. Để mình lấy mình xách đưa lên trên trắng luôn các bạn, mình cuốn lên luôn. Bây giờ mấy bạn thông cảm nha, mình ngưng cái mình gỡ nó ra cái rồi mình quay mấy bạn xem tiếp nha, tại do gì đi có một mình mấy bạn ơi, cho nên nó rất là chậm nha, thông cảm giùm. Bữa nay đi thăm cũng dính yếu quá mấy bạn ơi, nãy giờ mình lội cũng mấy chục tay rồi mà nó không dính mấy bạn ơi. Tới tay này nó mới dính, đợt rồi cứ trên đây mình bị mắc hết mấy tay lưới nè mấy bạn. Bị nó gỡ gắn rồi nó cuốn lưới gì nữa mấy bạn ơi. Mấy tay nào dính thì cuốn, mấy tay không dính thì không mắc, chứ mấy tay dính là rồi xong. Cũng không bằng mấy năm trước mấy bạn ơi, do mấy năm nay quá trời mấy đồng nghiệp mình đặt bẫy rắn đó, nó dính với cũng hết rắn, còn ba rắn hổ ngựa, rắn lãi rồi bậy bạ không, hổ hành này hiếm quá. Chứ mấy năm trước nó nạo ngay em, mình giăng lưới nhiều lắm mà mình thăm một cử cũng được khoảng một số, còn bây giờ quá trời ít rồi mấy bạn ơi. Bây giờ mình chuyển qua đánh lưới chim hơi nhiều. Rồi đây mấy bạn ơi, đây đây đây. Bạn thấy không? Chắc hơi khó thấy không mấy bạn? Do con mình quá khó mấy bạn ơi. Đây. Hôm nay được cỡ 7 lạng nghe mấy bạn, 7 lạng hơn 7 lạng không chừng á. Thấy khá khá đấy. Đi con mình nên nó lụng cụng đây, ba đầu ngày của mình đây. Nãy giờ đâm được đâu mấy trăm gram rắn mối nè mấy bạn ơi, với cái vỏ lưới cuốn ba lưới gắt đem về nè. Thôi bây giờ mình bỏ nó vô nha mấy bạn. Đi mình quá khó mấy bạn ơi.
tại vì lý do anh mình có công việc không có đi theo mình quay được, nên mình đi con mình thôi. Vô mày, ừ, báo, báo, ừ, chú báo, rồi nó đã vào rồi mấy bạn ơi, con mình quá khó mấy bạn thông cảm nha, đây, đây hoàng, được mấy trăm gram máu với con một em hoàn thành đây nha bạn. Rồi thôi bây giờ mình tạm ngưng nghe mấy bạn, mình chỉnh cửa trại lứa lại tại vì lý do mình con mình nghe các bạn, quay nó cũng hồi đó giờ mình chưa có quay nên không biết quay nó cũng không đạt không các bạn. Rồi thôi chào tất cả các bạn nha. Rồi tới địa điểm chỗ ao sen thiền thoại nè nghe mấy bạn, đây còn chỉ có mấy tay mình về tới nhà mấy bạn ơi, nãy giờ thăm cũng cỡ 20 tay mấy bạn ơi, mà nó không dính, làm như bữa nay đi mình làm như nó không được hên cái gì mấy bạn. Đây các bạn tới chỗ khúc này 2-3 tay mấy bạn, nhớ cái bữa mà mình ngồi ăn sen mình văng lên tay mà tay này là hổng gà như dính 2 con đó mấy bạn, để bữa nay có hên nữa không, ái xì bùa cà cha từ xa mấy bạn thấy cỏ quặn quặn chưa. Đây đây một em dính đây nè mấy bạn thấy không đó, để mình quay lần mấy bạn nhìn thấy nha, còn em gì đây em lại mấy bạn ơi, lại nó quăng đây nè để mình xử lý nó nghe là đó 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 cho đây đó ngắp cái đầu nè nghe mấy bạn, chắc mình phải dùng mũ nón với nó thôi mấy bạn ơi. Đây mình chụp nó cái mình coi mấy bạn coi nha. Dữ mày, trời 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 chơi mình mà chụp chặt nó cái quá trời rồi, con mình cầm tay khó bắt nó nghe bạn, hơi chậm chút bạn không cảm nhận rồi, rồi có nào táp táp nè, táp máy luôn rồi, tính ăn cái điện thoại luôn rồi, tính cắn điện thoại, đây dính nghe mấy bạn, đây có nó hạ hỏng rồi bạn thấy không nè. Khó quá phức mẹ cái nón nó thấy giờ mấy bạn để mình trong giây lát để mình bắt xử lý nó cái mấy bạn ơi, giờ mình đi của mình mấy bạn thông cảm nha, để máy cái mình bắt nó cái rồi mình quay cho mấy bạn xem tiếp. Đi mình khó quá mấy bạn ơi. Rồi từ từ tôi gỡ cha, giải cứu cho mày. Rồi mấy bạn để cho mình rác thông cảm giùm nha, mình xử lý nó cái tội rồi, hôm nay mình giải quyết cho anh một chút. Rồi nghe mấy bạn, đây nó còn quấn nữa, giờ mày làm gì gỡ ra cho quá khó mấy bạn ơi. Quấn đi con mình nó hơi khó nha bạn, đây nó đã vào tay mình rồi nha mấy bạn. Đây quay cảnh cảnh anh xem con này được cỡ khoảng 3-4 lạng mấy bạn ơi. Rồi
Thôi vậy mình bỏ vô một cái nha mấy bạn. Hồi nãy được một con hậu hành khoảng 700-800 gram, bây giờ được con gắn lãi này nữa là mới được hai con nha bạn, còn cũng có 2-3 tay nữa là chắc không biết dính không, để mình lộ về vô, miếng có dính mình sẽ quay cho mấy bạn xem ha. Thôi bây giờ mình tạm ngưng đây nha mấy bạn. Rồi rồi đây mình về được gần tới nhà nha bạn, đây giờ vuông cá nhà này nha mấy bạn, ở dài vô đường này có 2-3 tay để mình thăm coi có dính không mấy bạn. Mệt quá mấy bạn, nãy giờ đi mấy chục tay mà nó không dính mấy bạn ơi. Nay bữa nay mình thăm hết lưới chắc cũng cỡ gần 40 tay đó, à, nãy giờ dính mới được có con lãi với một con hổ hành hồi nãy có quay cho mấy bạn xem đó. Giờ về gần tới nhà mình rồi. Đây ở đây mình có gần 1 tay ở dưới góc này nha. Đây 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 dính nữa mấy bạn ơi. Nhìn dính là dính. Đây, cái rõ này mấy bạn thấy không? Đó, con hổ hành mấy bạn. Con này chắc cỡ khoảng 400 gram một nửa ký mấy bạn ơi. Con này nhỏ hơn con nãy rồi mấy bạn. Nãy cũng nhất còn con này cũng nhiều. Đây quay cận cảnh nha các bạn, không thấy luôn nè, đó có một đống lưới theo các bạn nè, quá cỡ con này mình đi chè chè chết luôn nha các bạn. Con này là trời ơi nó ỉa mấy bạn ơi, ôi ôi nó dơ. Con này là gắn cái nha mấy bạn, con gắn này làm như mới ấp trứng ra hả gì, mới ra hay gì không ra, mình văng đã lâu mà không dính. Giờ dính chắc nó mới ra hàng, bởi vì nó cũng không ớ mà phun nè bạn, trắng phao đó mấy bạn. Rồi bây giờ mình tạm gác cái máy đây, cái mình gỡ con gắn xong rồi mình quay cho mấy bạn xem nha, tại vì do mình đi có một mình nha bạn, và mình quay có lỗi gì mấy bạn thông cảm giùm nha. Rồi rồi mình gỡ được như nào các bạn ơi. Đây mình lên đây mình bỏ nó vô nha các bạn. Đây mình đi con mình nên khó quá nè mấy bạn ơi. Đây con này là mới dính rồi nghe mấy bạn, còn hồi nãy một con nè, khó lắm nha các bạn, tại vì nằm trong túi lưới mình đi con mình khó quay nè, trong túi nè mấy bạn thấy là một con lòng thật nè, chứ một em ăn lãi là bữa nay mình được 3 con nghe mấy bạn. Bữa nay nói chung là tạm thời trúng mánh đó mấy bạn ơi, đi có mấy chục tay là gì là cũng được rồi đó, tại vì do bây giờ không phải như hồi trước mà gắn nhiều đâu mấy bạn ơi, chứ bữa nay có đỡ dính hậu hành không mấy bạn ơi, hậu hành nó có tiền hơn gắn kia. Rồi thôi vậy mình tạm ngưng ở đây, mình bỏ nó vào nha mấy bạn, rồi một chút vào nhà mình sẽ bắt ra cho mấy bạn xem. Rồi rồi hồi nãy một tay mình mới xử lý con gắn xong, mình bỏ nó vào vỏ nha mấy bạn. Đây bỏ nó vô vỏ rồi, bây giờ tiếp tục mình tới đây mình còn một tay cuối cùng nha mấy bạn, cũng ở gần nhà mình nè mấy bạn, thấy ao cá thường thổi gần qua nhà đó, nhìn thấy nhà mình trống đó. Rồi ở đây còn một tay cuối cùng gắn xì bùa, coi bữa nay mình đi mình coi có hên không nha. Đây tay lưới này từ lúc văng vậy chưa dính nào chưa mấy bạn ơi, ôi giời cũng hết nó nhảy, chà chà bữa nay có hẹn mấy bạn ơi. Đây có hàng lãi thì còn gọi là hổ mây đó nghe bạn. Đây đây đó nằm không nè, đó nằm nhiều nó bán lại nè, đó đang chặt ra cái cỏ nè,
con gì một đống rồi mấy bạn ơi. Tới đây nó dính rồi chứ gắn này cũng không bự hung nha mấy bạn. Gắn này nó khoảng 250 300 g rồi mấy bạn ơi. Rồi, bây giờ mình tạm ngưng đây mình xử lý nó một cái nha mấy bạn, vì mình đi con mình thôi mấy bạn ơi. Rồi mình bắt nó ra rồi mình quay mấy bạn xem. Thông cảm đợi mình trong giây lát nha, tại mình đang gỡ nè mấy bạn ơi. Đi của mình thì nó gặp hơi khó vậy đó, mình không có đem cái cây theo, tại đi của mình lộn thì cũng mưa gió thất thường quá mấy bạn ơi. Đó, mình đem cái cây theo mình cắm rồi quay cho mấy bạn xem cảnh được. Bạn thông cảm chờ mình chút nha. Rồi đây gà rồi nè mấy bạn. Đây nó đây, một em ngăn lãi đây. Con này là con thứ tư nha mấy bạn. Nãy giờ mình cũng quay mấy bạn câu rồi đó, được hai con hổ hành, một con ngăn lãi, hai con ngăn lãi. Con này là con thứ hai ngăn lãi nha mấy bạn, với hai hổ hành là bốn con. Nói chung chuyến thăm bảy đây về tới nhà rồi mà còn vớt được hai em nữa nha mấy bạn. Con này nó cũng khờ nè, nó hạ họng mấy bạn thấy không. Trời ơi, mà nó dạng con này nó không có độc nha các bạn, nên không sợ nó nhiều mấy. Rồi thôi cho mình tạm ngưng clip này, mình vô nhà đi rồi mình quay mấy bạn xem tổng kết bữa nay nha. Rồi rồi về tới nhà mấy bạn ơi, về tới nhà để mình bắt mình quay cho mấy bạn xem nha. Cầm cầm tay thôi, đứng đứng tay ra. Rồi mình bắt cho mấy bạn xem nha. Đây thành quả bữa nay một con hồi nãy mình về tới đây nó bị ấy nghe mấy bạn. Mình thập cái tay coi chừng trúng hay chăng chỗ chứ hình đó nhìn thấy nha. Nếu trúng thì đó là mờ đó, đó đó tay trúng đó. Đây mình bắt ra cho mấy bạn xem. Đây một em này hổ mây đây nghe mấy bạn. Rồi gắn lãi dùng bệnh đây kêu gắn lãi ra chứ dùng ta kêu hổ mây. Từ đó một em. Tại đi. Bữa nay mình đi mình nó quay có gì sơ xuất mấy bạn thông cảm gì ha, do có mình nên nó không có chất lượng được mấy bạn ơi, thông cảm clip này giùm. Trời ơi trời ơi, hai con luôn hả? Đây được thành quả bữa nay mình được bốn con nha các bạn, hai con hổ hành và một hai con gắn lãi mà chết còn còn con mấy bạn ơi. Ê, hai hổ hành nó bự rồi anh Tâm. Trời vô nó cắn. Cắn liền vậy. Ê, cắn hả? Chạy hả? Về tới đây chạy đâu nữa? Ờ cá. Trời 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 vô nó lãi nhào ghê mấy bạn. Bạn thấy giờ không? Bật. Đây, thành quả bữa nay để mình dỡ lên mấy bạn xem. Đây. Đây nha mấy bạn. Anh thằng cắn lãi dài nè, trời quay từ. Rồi. Tạm thời mình kết thúc clip đây nha. Chào tất cả các bạn nha. Rồi là tới đây tạm ngưng nha. Rồi. Bánh đỏ đứng.